Ok, và chào anh em. Tôi Nguyễn Tục Sơn đã quay trở lại với bạn rồi đây. Và trong video này, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về 7 bước kiếm tiền với Ray dành cho những người mới bắt đầu. Và bạn hoàn toàn có thể bắt đầu bằng với điện thoại smartphone mà bạn đang có trên tay. Và tôi sẽ chia sẻ cho các bạn từng bước một cách rất là chi tiết dành cho những người mới. Và cũng có rất là nhiều những cái câu hỏi từ trước giờ khi mà bạn đặt cho tôi biết về Ray. Thì trong video này thì tôi sẽ cố gắng chia sẻ hết cho các bạn những cái câu hỏi đó. Và đối với những một vài bạn đã biết với kiếm tiền Ray, thì trong một vài tháng trước tôi đã chia sẻ với nó ở trên kênh YouTube của tôi, cũng như là tôi bắt đầu tôi chia sẻ và share nó rất là nhiều vào trong các group cộng đồng mà tôi đang sở hữu. Và bên cạnh đó thì tôi cũng đã giúp được cho rất là nhiều người bạn đã tạo được cái thu nhập 5 triệu, 10 triệu hay là cao hơn, một vài chục triệu, thậm chí là hàng trăm triệu cũng có. Đó thì theo mỗi level, mỗi lớp như vậy. Và trong video này thì nó sẽ dành cho những người mới bắt đầu về kiếm tiền với Ray. Và nếu như bạn đã chưa biết tới những video trước của tôi thì bạn cũng có thể tìm ở phía bên dưới ở đoạn đằng link ở mô tả thì tôi đều để lại tất cả những thông tin để bạn có thể truy cập và mà tìm hiểu thêm một cách chi tiết nhất. Ok, thì trong video này thì tôi sẽ nói sâu hơn về 7 bước để bạn có thể bắt đầu với Ray dành cho người mới bắt đầu. Để bây giờ bắt đầu với cái Ray này thì đầu tiên á, bạn cần phải tải cái trình duyệt Ray này về và bạn sử dụng nó giống như Chrome hoặc là Cốc Cốc hoặc là cái trình duyệt Firefox của các bạn đó, hay là bạn đã sử dụng bằng iPhone thì nó có trình duyệt là Safari đúng không nào. Và cái Ray này thì khi mà tôi sử dụng á, tôi đánh giá nó nhanh hơn, nó mượt hơn, tốc độ lướt web nhanh hơn rất là nhiều. Và bên cạnh đó nó còn chặn được cho chúng ta những cái quảng cáo khi mà chúng ta đang xem video nữa thì nó rất là tuyệt vời. Và tôi rất là thường xuyên sử dụng cái trình duyệt này khi mà tôi làm việc đó, và hay là tôi xem những cái video bài học ở trên internet thì nó sẽ giúp cho tôi tiết kiệm một thời gian hơn rất là nhiều các bạn. Rồi, để các bạn đã tải cái trình duyệt Ray này về thì nếu như các bạn đã chưa bao giờ biết về Ray thì tôi để lại cái đường link để các bạn tải cái trình duyệt này về đó. Và khi mà các bạn đã giới thiệu cái đường link này và có những cái người người ta xác nhận cái Ray này cùng với bạn á thì bạn sẽ được 5 đô la, nhưng mà cũng sẽ tùy vào khu vực nha. Sẽ có những khu vực nó sẽ trả chúng ta là 5 đô, 6 đô rưỡi hay 7 đô rưỡi, nhưng cũng có một khu vực á, một vài khu vực á, nó sẽ trả chúng ta ít tiền hơn. Đấy, thì tùy vào cái khu vực mà bạn giới thiệu cái người dùng về. Thì đầu tiên các bạn cần phải tải cái trình duyệt này về và các bạn sử dụng nó trước đã. Nó giống như Chrome, Cốc Cốc hay là Firefox sử dụng rất là nhanh, tuy nhiên sử dụng rất là nhanh. Rồi, sau đó bước số 2, các bạn cần phải đăng ký trở thành một người gọi là publisher. Cái người publisher này nó giống như một người làm affiliate á, thì các bạn sẽ được quyền các bạn sẽ được quyền chia sẻ cái đường link tiếp thị liên kết riêng của các bạn, và các bạn sẽ được cái thu nhập tương ứng với cái lượt bạn giới thiệu về. Đấy, thì các bạn cũng đã biết rồi đó, trước đây thì tôi đã giới thiệu cái Ray này ở trên kênh YouTube của tôi cũng khá là lâu rồi, được khoảng hơn 2 tháng. Và tôi cũng đã làm những cái video rút được tiền về với Ray. Đây, các bạn có thể vào trong cái phần là danh sách phát trên kênh YouTube Sơn PS của tôi ở đây. Thì tôi có cái video tôi đã rút được tiền về, đây là bằng chứng thu nhập này, kiếm tiền online của Sơn PS. Vào tháng 8 thì tôi đã làm một cái video đó là rút về gần 2 triệu. Và sau đó tới đây là tháng 9, và sau đó tới tháng 10 thì tôi đã làm một video rút về gần 100 triệu từ kiếm tiền với Ray. Và đây là cái bằng chứng thu nhập thì các bạn cũng có thể tìm và xem trước đó. Và bên cạnh đó thì tôi cũng đã giúp được cho rất là nhiều người bạn khác đó, họ có đăng cái bài viết ở trên group đây này, trong group ở đây thì họ cũng đã bắt đầu kiếm được tiền với trình duyệt Ray. Đó, và cũng có những người kiếm được 10, 20 triệu, có người kiếm 100 triệu cũng có. Đó, và đây là hoàn toàn là cái ứng dụng này nó quá là uy tín từ năm 2017 tới bây giờ rồi các bạn. Rồi, theo như các bạn đã biết đây này, thì giả sử đây nhá, tôi đang có 7.000 đồng BAT đây, thì tới ngày 8 tây tháng 11 sắp tới thì cái đồng này nó sẽ được trả về cái ví của tôi, và sau đó tôi có thể bán cái đồng này về và tôi rút được tiền Việt Nam đồng về nha. Ok, thì khi mà các bạn đăng ký trở thành publisher ở đây thì bạn đã truy cập vào cái đường link, hoặc là bạn có thể lên Google các bạn search là publisher Ray là nó sẽ ra cho các bạn cái đường link đây nhá.
cộng với cả từ Brave về. Sau nó sẽ ra cho các bạn là cái đường link ở đây, thì các bạn bấm vào đường link ở đây, bạn chọn vào sign up. Nếu như bạn chưa có tài khoản thì các bạn chọn vào sign up, còn nếu như bạn có tài khoản rồi thì các bạn bấm vào login. Thì khi mà sign up vào thì các bạn chỉ cần nhập cái email mà các bạn muốn đăng nhập vào là xong. Email các bạn muốn đăng nhập vào, sau đó các bạn bấm vào get start. Và tiếp theo là bạn sẽ vào cái Gmail của các bạn, email của các bạn để các bạn check. Sau đấy thì các bạn sẽ tới cái giao diện giống như tôi ở đây. Dĩ nhiên là lúc này thì bạn sẽ chưa có cái đồng BET để trả thưởng, hoặc là những cái con số này thì bạn sẽ là con số 0 hết. Lúc này bạn sẽ là con số 0 hết. Thì cái bước tiếp theo, sau khi mà bạn đăng ký tài khoản rồi, thì lúc này chúng ta cần phải liên kết tài khoản Publisher với cái kênh YouTube. Thì bạn đã kéo xuống dưới nhá, kéo xuống dưới đây, các bạn bấm vào phần Ad Channel. Thì nó rất là nhiều kênh, nhưng cái kênh mà thông dụng nhất và dễ làm nhất đó là kênh YouTube. Thì bạn đã bấm vào phần Add YouTube ở đây, và sau đó bạn đã chọn cái email mà đang có cái tài khoản YouTube của các bạn đó. Các bạn đã chọn Add YouTube rồi, thì ở đây tôi đã add một cái kênh YouTube của tôi thành công rồi. Thì cái kênh YouTube của tôi ấy, nó có tên là Download Ray Browser đó. Tôi đặt tên như vậy để sau này khi mà nó hiện lên cái đường link giới thiệu ấy, thì nó sẽ đẹp luôn. Sau đó bước số 4, các bạn đã cần phải đăng ký cái ví Uphold. Và trong cái bước đăng ký này ấy, thì các bạn cài đặt và điền thông tin chứng minh thư cũng như ảnh. Và các bạn á, tốt nhất các bạn nên dùng cái app điện thoại á, bạn nên lên app điện thoại, bạn đã tải cái trình duyệt cái ứng dụng tên là Uphold này về, sau đó các bạn đăng nhập vô và các bạn add chứng minh nhân dân cộng với ảnh để bạn xác thực verify nó đi. Cái này là bước verify nha, nó rất là quan trọng để sau này khi mà các bạn nó có đồng BET tiền về rồi, thì lúc này bạn sẽ trả thưởng, thì bạn sẽ được trả thưởng và các bạn nó lấy cái đồng BET này các bạn bán nó đi. Tiếp theo bước số 5, bạn đăng ký một tài khoản là tài khoản Remitano. Thì Remitano đây là một cái sàn nó quá uy tín rồi, và bạn có thể là giao dịch, bạn mua bán những đồng coin ở trên cái sàn Remitano. Và cái coin mà nó uy tín nhất đó là Bitcoin. Thì khi mà chúng ta có tiền từ ví Uphold thì chúng ta sẽ chuyển nó thành cái đồng Bitcoin, sau đó chúng ta rút nó về Remitano được chưa, và sau đó chúng ta bán cái đồng Remitano này ở trên đấy. Thì tôi cũng sẽ có một cái video hướng dẫn rất là chi tiết về cái cách rút nó như thế nào. Thì bạn đó, nếu như bạn đã tới cái kỳ bạn rút rồi, thì các bạn hãy kéo phía bên dưới đường link ở mô tả video này, hoặc các bạn vào cái mục danh sách phát của tôi ấy. Bạn vào mục danh sách phát thì nó cũng sẽ có cái video mà tôi đã hướng dẫn trước đó rồi. Đây nhá, các bạn nó vào cái phần là danh sách phát và vào bộ video toàn tập kiếm tiền với Brave không cần phải bỏ vốn ở đây. Thì tôi có cái video là hướng dẫn cách rút tiền, đây hướng dẫn cách rút Brave này, hoặc là cái video là rút gần 100 triệu từ kiếm tiền Brave này. Đấy, thì bạn nó vào bộ video nào cũng được, đó tôi có cái video hướng dẫn chi tiết để bạn nó có thể rút được tiền về. Tiếp theo các bạn tới bước số 6 là các bạn lấy cái đường link tiếp thị liên kết. Còn bạn muốn đăng ký tài khoản Remitano đây thì nó rất là dễ rồi, tôi không có hướng dẫn chi tiết về cái cách đăng ký như thế nào. Thì bạn chỉ cần bấm vào đường link phía bên dưới video này, thì tôi để lại cái đường link liên kết tới cái tài khoản Remitano để các bạn đăng ký nó nhé. Bước số 6 là các bạn lấy cái link tiếp thị liên kết. Thì lấy link tiếp thị liên kết ở đây, các bạn nó vào tài khoản Publisher của bạn này, bạn bấm một phần là referral link này, thì nó sẽ hiện ra cái đường link tiếp thị liên kết của bạn. Và hãy nhớ này, mỗi người chỉ có một đường link tiếp thị liên kết thôi, và đường link tiếp thị liên kết là độc nhất, tức là chỉ có bạn mới có đường link của bạn thôi, chứ không có trùng với bất kỳ ai hết. Và khi mà bạn đã giới thiệu người khác tải cái trình duyệt Brave này về, thì nó sẽ ra cái giao diện này, nó sẽ hiện lên là bạn sẽ có bao nhiêu lượt download trong cái tháng này đó, và sau 30 ngày thì nó cái lượt này nó sẽ là confirm, và confirm nó sẽ tính theo là cái lượt giới thiệu của bạn nó đến từ vùng nào, quốc gia nào, và tùy vào vùng quốc gia đó thì nó sẽ trả thưởng cho bạn ở đây, được chưa? Đây nhá, giả sử tôi bấm vào copy đây này, cái đường link của tôi, sau đó thì tôi sẽ dán nó lên đây, thì đây chính là cái đường link tiếp thị liên kết của tôi, và bạn cũng sẽ có đường link của bạn. Và đây là cái tên kênh YouTube của tôi. Sau đó thì ai đó bấm vào phần download Brave này về, thì khi mà họ bấm vào download Brave này về rồi, thì
thì lúc này tôi sẽ được tính trên này đó một lượt download, và sau 30 ngày ấy, thì lượt download này nó sẽ tính thành lượt confirm. Đây nhá, có nhiều người bạn nó có hỏi tôi rằng đó là à thế em đã được 30 ngày rồi thì tại sao em lại chưa có tiền, được chưa? Câu hỏi rất là nhiều người thường xuyên hỏi tôi. Thì cái đầu tiên bạn phải coi rằng bạn đã có lượt download hay chưa, tức là bạn không có giới thiệu ai thì chắc chắn bạn không có lượt confirm rồi, đúng không nào? Cái điều thứ hai đó là có thể là bạn làm được 30 ngày, nhưng cái 30 ngày lúc đó, cái thời điểm mà lúc bạn mới bắt đầu làm thì ngày hôm đó bạn chưa bắt đầu giới thiệu được ai hết, thì sau 30 ngày nó mới tính lượt cho bạn, đúng không nào? Ví dụ nhá, ở đây này, tôi vào ngày 2 tháng 9 thì tôi có giới thiệu 165 lượt download, và sau 1 tháng, tức là ngày 2 tháng 10 thì nó sẽ bắt đầu, nó sẽ kiểm tra xem là tôi được bao nhiêu lượt confirm. Lượt confirm nó sẽ tính vào là 30 day use mà các bạn nhìn thấy ở con số 37 ở trên màn hình của tôi này, và 30 ngày sử dụng thì nó được 37 người, được chưa? Thì nó phải rồi, sau đó tiếp theo ngày số tiếp theo này tôi giới thiệu được 139 lượt download, và trong đó là 39 lượt sau 30 ngày sử dụng đó. Vào ngày 4 tháng 9 thì phải là 10 tây tháng phải là ngày 4 tháng 10 nó mới bắt đầu nó duyệt cho tôi. Tiếp theo này, ví dụ nha, ngày 6 tây tháng 9 thì tôi giới thiệu 91 người và tôi có 16 lượt xác nhận đó. Thì bạn nó phải nhớ rằng là nó sẽ cuốn chiếu đó, nó cuốn chiếu. Ví dụ nhá, hôm nay là ngày 31 tháng 10 thì phải tới ngày 31 tháng 11 thì nó mới xác nhận xem rằng cái con số đó được tính hay chưa đó. Bạn hình dung được cách làm thế nào? Rồi, sau khi mà bạn đã lấy được link tiếp thị liên kết này rồi thì bạn làm gì tiếp theo? Có phải là mình cứ để 30 ngày sau là mình tự nhiên có tiền hay không? Thì câu trả lời là không đó. Bạn đã phải làm việc, bạn phải hoạt động cái điều gì đó, bởi vì cái này bạn không có phải tốn tiền để bạn tham gia rồi, bạn không có phải đầu tư gì hết, mà bạn lại không có làm cái gì thì chả có cái nào mà nằm không mà có tiền. Thì đúng là cái câu mà ông bà ta hay nói, đó là nằm mà chờ mà sung dụng thì chắc chắn là không bao giờ có đâu, đúng không các bạn? Rồi, cái bước số 7 đây là bạn hãy quảng bá cái đường link tiếp thị liên kết để có lượt download. Thì trước đây tôi cũng đã có những cái video hướng dẫn rất là chi tiết đó, về cách để mình có thể tuyển được rep đó, cách để tuyển được rep đó. Ở đây này, bạn đã vào trong phần này, cách để tuyển rep, cái này rất quan trọng, hướng dẫn để tuyển rep nhanh nhất này đó, cái cách làm sao đó tôi có thể tuyển được hàng trăm referral mỗi ngày đó. Và đây là một cái bí mật mà tôi đã làm rất là nhiều năm nay rồi không, và làm sao đó mà tôi có được vài nghìn lượt người ta download, người ta tải về thông qua đường link của tôi. Thì những cái gì mà tôi làm được thành công tôi đều chỉ cho các bạn, hướng dẫn cho các bạn một cách rất chi tiết nhá. Thì các bạn hãy cố gắng, các bạn làm theo những chi tiết, những hướng dẫn của tôi thì chắc chắn cái việc là thu nhập vài chục triệu một tháng là hoàn toàn khả thi, bạn hoàn toàn làm được điều đó nhá. Đó, không có giấu giếm bất kỳ cái điều gì của các bạn hết. Rồi, hoặc là một cái video gần đây tôi mới làm này, đó là bí quyết kiếm tiền với Brain ở đây này. Đó, tin hay không là tùy bạn, tin hay không là tùy bạn. Thì trong cái video này thì tôi hướng dẫn cho bạn cách để bạn đã tuyển được referral ở nước ngoài, và khi mà bạn đã giới thiệu được referral nước ngoài thì bạn biết rồi đó, cái thu nhập của bạn rất là cao. Một lần giới thiệu của bạn, bạn sẽ có được 5 đô, 6 đô rưỡi hoặc 7 đô rưỡi trong một lần giới thiệu như vậy. Số tiền bạn kiếm được lúc này có thể lên tới hàng trăm triệu. Và có những cái học viên của tôi, nó là học coaching online 1-1, thì cái việc đã kiếm được 100 triệu thu nhập từ cái Vray này là đã làm được rồi. Và tới ngày 8 tây tháng 11 sắp tới này thì tôi sẽ bắt đầu tôi làm những cái video bằng chứng để cho các bạn xem đó là có phải là thực tế hay không nhá. Rồi, khi mà bạn đã lấy cái đường link tiếp thị liên kết đây thì tôi mới nói các bạn, nó sẽ có những cấp bậc. Giả sử bạn chăm chỉ bạn làm thì bạn có được 30-50 lượt download một ngày, suy ra cả tháng như vậy bạn làm thì bạn sẽ có được khoảng 1.000-1.500. Còn cái cách làm chi tiết như thế nào á thì bạn phải vào coi video của tôi đó. Cái cách tuyển hàng trăm rep mỗi ngày đây này thì tôi đang nói đây là cái con số mà nó rất là thực tế và ai cũng có thể làm được, nhưng nó quan trọng là bạn có tin tưởng và bạn làm theo hay không, và thứ hai là bạn có chăm chỉ nó hay không, hay là bạn hoài nghi đó. Cái này thì nó quá uy tín rồi, nó rút được tiền về thật rồi. Nếu như bây giờ bạn vẫn còn tiếp tục hoài nghi thì chắc chắn cái việc là tiền đến với bạn hoặc là bạn làm giàu chắc bạn sẽ không có duyên với nó đâu. Không, cái từ không có duyên đây là tôi đang nói giảm nói tránh đó.
Đó. Còn nếu như bây giờ bạn có kinh nghiệm đó, hoặc là bạn đã có group hay là có một cái kênh YouTube lớn rồi, thì cái việc là bạn có được thu nhập từ 30 đến 50 triệu một tháng là hoàn toàn làm được. Được chưa? Thì tôi tin chắc rằng ai tin tưởng những cái điều mà tôi hướng dẫn thì đã làm được có kết quả rồi. Nên bạn đã hãy xem ở những cái kênh YouTube hay là cái kênh, hay là trong group này này, thì có nhiều người bạn đó, họ đã đăng vào những cái bằng chứng đã làm được có kết quả rồi. Đó, nên nếu bạn tin tưởng, bạn làm theo thì bạn có. Thì như vậy nếu như khi mà bạn đã có được kết quả thì đừng quên nó đăng bài vào trong group khoe lên không, và để cho nhiều anh em khác chúc mừng nha. Và bên cạnh đó, nếu như bạn đó mong muốn rằng bạn nó có được thu nhập cao hơn con số ở đây, bạn không hài lòng với con số mà tôi đưa ra như vậy, thì bạn có thể đăng ký cái lớp coaching online 1:1 cái cùng với cả tôi. Thì cái chương trình này thì tôi không nhận quá nhiều, chắc chắc tôi chỉ nhận khoảng 3 cho tới 4 người thôi. Thì những người nào đăng ký sớm đó, và tôi sẽ xét một vài cái tiêu chí xem các bạn có đủ cái tiêu chuẩn để cùng đồng hành với tôi hay không. Và trong cái chương trình này thì tôi sẽ đồng hành cùng với bạn đâu đó ít nhất là 1 năm. Và trong 1 năm đó thì ngoài cái dự án Brain này thì sẽ còn rất là nhiều những dự án kiếm tiền khác đó, thì tôi sẽ tặng cho bạn ví dụ như là chương trình Clickbank thống trị mà hiện tại tôi đang dạy với cái mức học phí là 297 đô, thì tôi sẽ tặng cho bạn cái chương trình đó là số đầu tiên. Và cái thứ hai á là tôi sẽ dạy cho các bạn những cái món mà tôi đang kiếm tiền thực tế và đang rất là hiệu quả trong thời gian gần đây. Không, và tôi thường xuyên tôi để ý các bạn, thì trong khoảng 1 năm, nói chung là năm nào cũng vậy, nó sẽ có khoảng 2 cho tới 3 dự án kiếm tiền rất là ngon. Không, và những cái thông tin này nó chỉ dành cho những học viên coaching online 1:1 của tôi thôi, không thể nào public ra được rộng rãi được. Không, thì nếu như bạn muốn lên được level cao hơn, các bạn muốn có được thu nhập cao hơn, thì các bạn có thể đăng ký chương trình này. Nhưng các bạn hãy nhớ là cái vốn của bạn là ít nhất là phải 50 triệu trở lên thì bạn mới bắt đầu được với nó. Còn nếu mà ít hơn á thì có thể là bạn hãy tham khảo những cái chương trình của tôi đang hướng dẫn về kiếm tiền online, về kiếm tiền với Ray hay là về kiếm tiền với Clickbank. Đó. Đối với tôi thì cái hình thức kiếm tiền với Clickbank á nó vẫn là một cái cách lâu dài và bền vững nhất, không, và nó làm theo 5 tháng luôn. Ví dụ là nhiều bạn nói với tôi rằng ô nhiều người làm như vậy rồi thì liệu nó có hết thị trường hay không, thì tôi xin chia sẻ với các bạn rằng các bạn có thể làm tới 5 năm nữa hay là 10 năm nữa thì bạn vẫn có thể kiếm được tiền với nó giống như một cái thị trường rất là xanh, rất là màu mỡ, không, và bạn nó hoàn toàn có thể là đi một chặng đường dài với Clickbank. Thì nếu như bạn quan tâm hình thức này, bạn có thể lên trên YouTube bạn search từ khóa là kiếm tiền Clickbank cách ra Sơn PS thì sẽ ra được rất là nhiều những video mà tôi đã chia sẻ miễn phí ở đây. Thì bạn hãy vào bạn xem từng video một, từng video một, từng video một. Và bên cạnh đó thì bạn có thể tham gia vào trong group cộng đồng. Tất cả đường link thông tin mô tả phía bên dưới video này thì tôi đã để lại một cách rất chi tiết và sắp xếp nó theo thứ tự từng bài học một để các bạn có thể là làm theo từng bước một nó một cách dễ dàng và thành công nhất. Đó, và cũng đã rất là nhiều anh em đã ra được kết quả rồi. Con số này rất là lớn các bạn. Mỗi tháng thì tôi đào làm một cái video để tôi tổng hợp lại tất cả những người bạn đã ra kết quả được. Chứ tôi không có thể nào mà làm mỗi ngày được bởi vì nó quá nhiều. Được chưa? Rồi thì nếu như bạn thấy cái video này có giá trị với các bạn thì đừng quên để lại một nút like hoặc là bình luận cái câu hỏi của các bạn ở phía bên dưới video này để tôi có thể giúp đỡ, hỗ trợ cho các bạn thêm nữa. Ok, rồi, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký kênh YouTube của tôi và ủng hộ tôi để tôi sắp đạt được cái 100.000 lượt đăng ký và nhận được nút bạc từ YouTube. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!